Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Changmon. Hôm nay các bạn sẽ thấy là tại sao mình ngồi mình có một cái background mới, là ngồi mà lòi ra hai cái bàn chân như chân nhái này, đúng không? Thì hôm nay, tại vì bên Hàn Quốc bây giờ đã là mùa hè rồi các bạn, cho nên là vào mùa hè ở Hàn Quốc thì rất là nóng. Mình rất là muốn mặc quần đùi như thế này để ra ngoài đường. Nhưng mà các bạn biết sao không? Ở Hàn Quốc á, mấy đứa con trai, mấy đứa con gái thường tụi nó không có mà gọi là sao ta, để chân có lông ra ngoài đường các bạn. Mặc dù mình biết là ở Việt Nam á, mình cứ mặc như vậy mình ra ngoài đường là bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà các bạn khi mà ở Hàn Quốc, các bạn sẽ để ý một điều, đó chính là con trai Hàn Quốc tụi nó rất là ít khi nào tụi nó để chân có lông nhiều như vậy. Có thì vẫn có nhưng mà không có nhiều như mình. Thì các mình là như một cái rừng rậm Amazon luôn. Thì hôm nay á, mình đã mua được một cái gọi là cái wax lông đây này các bạn. Đấy, thì mình mua Olive Young, nó giảm giá như là khoảng 300.000, nó giảm giá còn khoảng là 120.000 Việt Nam đồng. Đấy, thì hôm nay mình sẽ mua một cái về mình thử quát thử lần đầu tiên của mình, để cho các bạn đang xem vlog này cũng tận hưởng cái cảm giác mình quát lông chân như thế nào. Đặc biệt là ở Việt Nam các bạn gái hay phải đi quát lông chân như vậy đó, cho nên mình cũng có thể gọi là trải nghiệm cái cảm giác đau đớn của những bạn gái, những cái bạn nữ khi mà tới tháng tới cái ngày mà quát lông. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn cùng xem nha. Nhưng mà bây giờ đang nóng quá, mình phải bật cái quạt cái. Đây là cái quạt nha. Thì người sai nào thì cái quạt sai nấy thôi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ, trong lúc mà mình vừa quát lông như thế này, mình sẽ ngồi kể cho các bạn nghe những câu chuyện ở Hàn Quốc luôn ha. Coi như giống như đây là một cái vlog tâm sự thân tình đi. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra trước đã. Thì chắc sẽ có nhiều bạn mới xem vlog của mình lần đầu tiên á, thì mình sẽ giới thiệu về mình chút xíu. Mình tên thật là Trương Công Hồng Ân, và mình là người Việt Nam nha các bạn, chứ không phải là người Hàn Quốc đâu. Có thể là nhìn cái mặt mình giống, nhưng thực tế là mình thấy mình chẳng giống người Hàn Quốc tí nào hết đấy. Và mình đã qua Hàn, năm nay mình 25 tuổi trước chứ 25 tuổi, đâu sinh năm 95, ở Việt Nam khoảng 24 tuổi. Và mình qua Hàn được khoảng hơn 1 năm rồi, chứ không phải là vài năm như mà các bạn hay tưởng đâu. Bây giờ mình đang học, hiện tại là trường đại học quốc gia Busan. Cho nên nè, đó là những cái thông tin cơ bản mà các bạn cần. Giờ mình sẽ lấy đây. Trời ui, ôi gớm chưa, trời cái màu như là màu con cái tới tháng. Lộn, màu máu á, nhìn kinh quá, nhìn như là màu dâu á các bạn. Thì cái này nó hướng dẫn như thế nào? Đầu tiên là sẽ cái này chà quanh chân mà sao ta. Nè, mình lấy cái hình đầu tiên các bạn thấy nè. Cái hình đầu tiên. Nè, lấy nét cái này đi. Có con camera này. Con camera nữa. Rồi đấy, các bạn thấy không, cái hình đầu tiên này nè. Nó lấy cái này xoa tiếp cho. Chân không biết để làm gì, nhưng mà mình cứ xoa đi. Thì các bạn nhìn thấy trên hình mình á, thỉnh thoảng các bạn thấy là các bạn tưởng mình ở ngoài mập mạp với lại nhìn cao ráo lắm, nhưng mà thực tế không phải vậy đâu. Mình quay phim hay là quay cái máy vlog như thế này đấy, là vì mình đã sát cái mặt mình như thế này nè. Mình lấy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thôi, cho nên các bạn nhìn tưởng mình mập với lại cao với lại nhìn đầy đặn, thực tế là không phải. Mình rất là ốm. Mình ra ngoài các bạn nhìn thấy mình có chút ép thôi, chứ không có bự bự con như là trên vlog các bạn đang nhìn đâu. Thì mình cũng gọi là khá là lùn, nhưng mà được cái là mình thấy là ở ngoài đời thì mình công nhận là mình thấy đẹp trai hơn ở trên vlog như thế này. Hoặc mình chụp hình, mình thấy mình chụp hình không bao giờ ăn ảnh các bạn. Hoặc là mình quay vlog có nhìn cái mặt mình dưới thằng hâm ấy, nhưng mà ra ngoài thì mặt mình đẹp trai hơn tí xíu. Ui da, eo ơi, cái gì kinh thế này. Em ơi, cái này cứ như là cái miếng mà dán chuột, keo dính chuột đó bạn. Keo dính chuột, gì đấy. 15.000 một miếng. Đắp vào đây hả ta? Đau không ta? Nhưng cái này đau lắm không ta? Bây giờ mình sẽ đặt vào đây này. Rồi xong. Rồi, đau là cái chắc luôn. Đau là cái chắc luôn. Đau lắm phải không? Thế này rất là kinh, các bạn muốn nhìn thì các bạn dừng vlog lại, các bạn canh khúc này nha. Còn các bạn không muốn nhìn thì đừng nên nhìn.
Đấy thì rất là nhiều râu các bạn, lột lông các bạn. Nhưng mà công nhận là nó lấy sạch lông hết luôn này các bạn ơi. Wow, xịn thiệt luôn đó. Nó lấy lông mặc dù còn một vài cọng nhưng mà không sao. Nhưng mà thực tế là nó không có đau lắm. Chảy nước mắt ra thôi à. Bây giờ mình sẽ ngồi làm hết hai cái chân này nha. Trong lúc làm hết hai cái chân này mình sẽ ngồi nói chuyện với các bạn tiếp. Chứ rồi mình lấy cái khăn giấy mình lau bây giờ dính hết trên tay rồi. Ui da, bây giờ nó đứt cả lông tay ra luôn. Ui da. Ui da đau quá. Ai da trời. Các bạn phải cẩn thận với cái này nha. Rồi, bây giờ thì tới miếng thứ hai. Bây giờ mình sẽ ngồi mình đọc một câu hỏi của một bạn nào đó. Bạn này tên là Minh Anh Thân. Anh đã từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái Hàn chưa ạ? Thì nói chung là mình sẽ ngồi nói chuyện về con gái Hàn Quốc đi ha. Nói chung là con gái Hàn Quốc nhìn chung á, tụi nó nhìn nó dễ thương các bạn à. Chứ không phải như các bạn hay kỳ thị người Hàn Quốc đâu. Nhưng mà mình thấy có nhiều đứa con gái rất là nhiệt tình, nó dễ thương lắm. Nó rất là tốt bụng đó các bạn. Không biết nó tốt với mình thôi hay không hay là sao. Ui da ghê quá. Nhưng mà mình thấy đa số là mấy con nhỏ Hàn Quốc á, mà mình chơi á, thì nó rất là dễ thương. Nhưng mà tính mấy đứa con gái Hàn Quốc nó hơi thất thường các bạn. Cho nên là các bạn phải cẩn thận. Đó là chơi chơi thế nào chơi, nhưng mà mình phải biết tính con gái Hàn Quốc nó hay thất thường chút xíu. Và nó hay gọi là sáng nắng chiều mưa đó. Tại vì mình có chơi với một số đứa có một con nhỏ kia thích mình. Không phải là ngồi mình khoe chuyện gái guống này nọ đâu. Nhưng mà mình đang chơi bình thường, nó lâu nó hay nhắn tin cho mình. Mà mình thì bận quá, mình không nhắn tin được nhiều cho nó. Xong qua học kỳ sau rồi nó không thèm nói chuyện mình một câu luôn á. Nó đơ, nó lơ mình luôn. Kiểu như là hai người chưa từng quen biết nhau một lần nào đó. Mà nó vô tình tới mức như vậy luôn các bạn. Nên là mình thấy con gái Hàn Quốc nó hơi gọi là hơi thất thường xíu. Nhưng mà mình thấy đa số vẫn là rất dễ thương. Một cái nữa đó chính là mấy đứa con gái Hàn Quốc nó hơi gọi là gì nè, ra ngoài đường á, các bạn sẽ thấy mấy đứa nó đang đi giữa đường như thế này đúng không? Đang đi ngoài đường như thế này tiếng nó cười. Trời ơi con khóc luôn, cười gớm vậy luôn á. Mặc dù mình biết là đây bên đây là con gái cười như vậy là bình thường, nhưng mình thấy là nó kiểu như nó không có tiết chế nhiều lắm. Nó hơi là kỳ cục. Cho nên là cái tính đó mình thấy không có hay. Bây giờ mình lột miếng rồi nha. Thà lột một lần á, ra hết một cái bàn chân thì còn đỡ. Chứ lột từng miếng như vậy thì tôi nhận láng thì nó láng thiệt đó các bạn. Nè, đây là lông này thấy không? Hay là không lông này các bạn thấy không? Công nhận nó rất là láng nhưng mà nó đau quá. Thế nên là nếu mà các bạn hỏi là mình có thích lấy con gái Hàn Quốc không á, thì chắc là không biết hên xui. Nhưng mà mình thì thích con lai các bạn. Sau này mình muốn một đẻ một đứa con ra và nó lai, nhưng mà thích lai tây hơn. Kiểu như là cái nét mà lai Á với lai Tây ấy thì nó rất là đẹp. Đặc biệt là như mình nè, mình là lai Á nhiều quá. À mình lai Phóc chứ không phải lai Á. Nhưng mà mình hy vọng là sau này mình đẻ con ra, con mình cao hơn mình được tí xíu. Rồi mũi cao hơn một tí xíu nè. Chẳng hạn, ui da, sao cái chỗ này mình để con cáo vậy? Mình rất là muốn đẻ một đứa con như vậy đó. Nhưng mà mình không muốn lấy vợ các bạn. Mình chỉ muốn nuôi con thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi kể chuyện khác đi nha. Thì kể về chuyện mà đi làm bên Hàn Quốc đi. Thì các bạn sẽ có nhiều các bạn muốn đi du học rồi này nọ đúng không? Các bạn sẽ hỏi là anh ơi bên này đi làm rồi đủ tiền mà sinh hoạt đồ này nọ không? Nếu mà các bạn chịu khó đi làm mà đầy đủ á, thì mình thấy là sẽ rất là ổn. Kiểu như là các bạn làm ít nhất phải tối thiểu là 5 tiếng một ngày thì các bạn có thể đóng tiền học nè, rồi đóng cả tiền nhà, tiền sinh hoạt phí cho các bạn luôn. Nhưng mà cái tiền mà gửi về Việt Nam thì các bạn phải đi làm nhiều hơn. Cho nên là mình khuyên các bạn, đặc biệt là những bạn mà muốn kiểu như là mượn nợ ngân hàng á để mà đi du học thì không có nên. Làm như vậy thì các bạn phải vừa lo các bạn trả nợ này, vừa lo cái tiền sinh hoạt bên này á. Đến những lúc như vậy các bạn cảm thấy cực kỳ khó khăn như vậy, các bạn sẽ không thấy cuộc sống Hàn Quốc hay là cuộc sống du học này có ý nghĩa tí nào đâu. Cảm thấy như là một cái ác mộng trong cuộc đời của các bạn. Và sau này khi các bạn về già rồi, các bạn sẽ cảm thấy cái thời gian này là cái thời gian mà các bạn đáng sợ nhất trong cuộc đời các bạn đó. Còn mình thì đang cái khoảng thời gian này đang là khoảng thời gian đáng sợ nhất của mình đây nè. Qua cái miếng tiếp theo rồi thì mình sẽ ngồi mình kể về cái chuyện mà tại sao qua Hàn Quốc là có được đặt tên tiếng Hàn hay không, hay là đặt tên Việt Nam. Mẹ có làm như đó
Bắc Hàn nó bắn bom, các bạn không biết nhà đứa nào mà nó ngồi đùng 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 nãy giờ. Thì lúc đầu á thì mình cứ để tên tiếng Việt vậy đó, là tên tiếng Việt của mình là Trương Công Hồng Ân, nhưng mà khi qua dịch bên chính nó dịch tên của mình là Trương Trung Không An đó. Thế nên là mình rất khó chịu. Nhưng mà có một cái mà tất cả các bạn khi mà đi du học á, các bạn sẽ thấy khó chịu, chính là khi mà giáo sư, khi các bạn lên chuyên ngành học đại học á thì giáo sư sẽ gọi tên của các bạn, thì giáo sư sẽ gọi, đang gọi tên một đám người Hàn ở xong tên các bạn lòi là Trương Trung Không An như vậy đấy. Thì mấy đứa Hàn Quốc nó nhìn, nó buồn, nó nhìn nó làm như lần đầu tiên nó nghe tên người Hàn hay tên, lộn, tên người nước ngoài các bạn. Nó bu bu nhìn rất là khó chịu. Và mình thì không phải là mình ngại ngùng cái quốc tịch hay là mình ngại mình người là người nước ngoài, cái đó mình không có ngại, nhưng mà mình ngại là cái vấn đề là tụi nó cứ nhìn chằm chằm như vậy, và đặc biệt là rất là khó chịu. Cũng như là giáo sư khi mà gọi như vậy thì các sẽ gây khó dễ cho giáo sư. Cho nên là một ngày đó là mình chạy lên văn phòng, mình kêu là cô ơi, cái tên em dịch bị sai rồi, với lại là em thấy là cái tên em khi mà đi học như vậy thì giáo sư gọi vậy rất là khó khăn cho giáo sư, cho nên là em muốn đổi tên. Thế là mình ngồi nói một chàng, xong rồi cô bây giờ kêu là đổi tên là đổi phải có logic, nghĩa là các bạn phải đổi tên các bạn theo một cái quy tắc nào đó để đổi lên tên tiếng Hàn. Thì các quy tắc mình khuyên các bạn nhất đó chính là các bạn nên dịch tên các bạn qua tiếng Trung, nghĩa là qua tên tiếng Hán đấy. Nếu các bạn, nếu ba mẹ các bạn đặt tên các bạn ý nghĩa, có ý nghĩa chút xíu á, thì các bạn có thể dịch qua tiếng Hán được. Còn đặt tên là Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Thúi này nọ thì tên như vậy thì không có thể nào dịch qua bên kia được, thì rất là khó. Nên là các bạn à, nếu mà trước khi các bạn sinh ra, các bạn nhớ nhắn ba mẹ các bạn như vậy nha. Đó, hoặc là sau này nếu các bạn có con thì các bạn đặt tên các con các bạn ý nghĩa một chút xíu. Ví dụ như tên mình á là Trang Hồng An, mặc dù mình bỏ chữ Công đi rồi, mình thấy chữ Công nó không hợp với mình tí nào hết á, thì đổi qua tên Hồng An như vậy đấy. Mà không ngờ là tên Hồng An lúc đầu mình đổi đặt là Hồng Ân, nghĩa là Hồng, với là Ân nghĩa là Hồng Ân Thiên Chúa Bao La nữa, các bạn bên đạo các bạn sẽ biết. Nhưng mà khi mà đổi qua tiếng Hàn nó lại lai giữa tiếng Anh với tiếng Trung, là Hồng An là tên tiếng Anh luôn đó các bạn. Mà Hồng An như vậy sẽ có nghĩa là Hồng nghĩa là đỏ, còn An nghĩa là nhãn, nghĩa là mắt ấy, nghĩa là mắt đỏ đấy. Tên rất là ngầu luôn đúng không các bạn? Cái thằng bạn Hàn Quốc mình nó nói mình biết, mình mới biết chứ mình cũng không biết vậy luôn á. Bây giờ đợi các bạn xíu, đợi xíu nha. Ui sao mà nhiều lông thế này. Bây giờ mình đã hiểu được cái nỗi khổ của các bạn nữ rồi đó. Cái này rất là dính luôn các bạn ơi. Cái này mà con chuột nó dính vô là hết rồi, nó lòi mồm con chuột ra, nó lòi phèo lòi gì ra đủ thứ con chuột ra chứ không phải là vậy đâu. Ui mình thề đây là cái lần cuối cùng trong cuộc đời mình lượt đi quát lông nha các bạn nha. Không bao giờ mình quát lông cho dù mình như thế nào đi chăng nữa, mình không bao giờ quát lông đâu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai. Đâu rồi? Đâu rồi? Rất đâu rồi tóc? Ủa, đã mất tiêu rồi. Tối mà nằm lên nó dính vô đầu tóc xong một cái là nó kéo cái đầu tóc bay đi luôn là chết à. Rồi nói chung là cái chân nó cũng đỡ đỡ này các bạn. Đây các bạn, đây là cái chân mình, mặc dù chân mình hơi xấu xíu nhưng các bạn nhìn nha, nhìn xương không, nhưng mà các bạn nhìn đỡ nè. Chân có lông và chân không có lông, thấy không? Đấy, thì bây giờ xong cái vụ mà nói về cái tên rồi ha. Cho nên là mình khuyên các bạn nếu mà muốn đổi tên như vậy đó thì các bạn nên lên văn phòng trường, các bạn ngồi lý do, lý chấu đủ thứ đi. Thì thầy cô sẽ cho các bạn nha. Để mình coi có bạn nào có một câu hỏi gì đó vui nữa không. Có một bạn là tên là Nyong Story Iriu. Trời, tên tiếng Hàn, tên tiếng Anh hay tên tiếng Thái đây? Anh có quen một cặp đôi đồng tính ở Hàn chưa? Nếu có, anh thấy họ là người như thế nào? Có rụt rè, sống khép kín không ạ? Các bạn có vẻ quan tâm nhiều về LGBT ở Hàn Quốc quá ha. Thì thực tế là mình cũng có quen một cái anh kia. Anh đó là gay. Gay ở đây nghĩa là anh trai thích anh trai đó nếu các bạn không biết. Nói chung anh đó dễ thương lắm các bạn. Anh đó cao, đẹp trai. Thì anh đó gay nhưng mà anh đó vẫn chưa có bạn trai. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể inbox phía dưới rồi mình tuyển chọn hậu cung cho ảnh. Nhà thì nói chung là người ta không có lộ như ở Việt Nam mình. Bên Hàn Quốc nha các bạn nha, có một cái điều hay ở Hàn Quốc, đó chính là các bạn nhìn vô người ta các bạn tưởng người ta 3D, nhưng cứ như người ẻo ẻo vậy đó, mà ai ngờ người ta lại có bạn gái nha các bạn. Mà trong khi những người mà cứng ơi là cứng luôn các bạn ơi, nhìn manly vậy đó, vậy mà 3D nha, hay vậy luôn á. Nhưng mà trừ một số trường hợp là những cái bạn mà beauty blogger ở Hàn Quốc, cũng như là mấy bạn mà chuyên về makeup rồi này nọ đó, thì đa số các bạn ấy mình thấy đa số đều là gay hết. Thì
ở Hàn Quốc người ta vẫn kỳ thị rất là nhiều, cho nên là những các bạn nằm qua đây, các bạn ẹo hay các bạn dẹo quá đó, hay các bạn lộ quá đó, thì sẽ bị kỳ thị là điều bình thường. Nhưng mà các bạn ở cái mức chừng mực bình thường thôi, như cái anh bạn của mình đó thì có một cuộc sống rất là bình thường, không có gì hết. Ui, cái này phải chạy chạy đấy. Thì mình khuyên các bạn là ở đâu cũng vậy, đừng có lộ quá. Mặc dù biết là bóng là trời sinh, bóng là vũ trụ, nhưng mà các bạn đừng bóng quá, không thì rất là khó ở với người ta. Đặc biệt là xã hội này, mặc dù là người ta vẫn chưa chấp nhận cái việc đồng tính nhiều lắm đâu, cho nên là mình cũng phải biết bảo vệ bản thân mình tí xíu. Ví dụ như mình đây nè, mình đang bảo vệ cái này nè, đau quá. Cuộc đời tôi sao mà khổ thế này. Thôi quát lâu một tí nữa mình quát. Bây giờ mình sẽ ngồi trả lời một số câu hỏi cuối, rồi xong mình tắt nha. Các bạn hỏi là anh có định làm ngôi sao không ạ? Làm đi, tụi em ủng hộ bạn. Trung Mi Park. Thì nói chung mình không bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm idol hay là làm ca sĩ, nghệ sĩ đâu các bạn ạ. Mình không bao giờ muốn làm người nổi tiếng, mình chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi. Và cái vlog ngày hôm nay, mặc dù mình rất là muốn trả lời những câu hỏi nữa, nhưng mà mình vừa đau hai bên, một vừa đau đầu, một vừa đau cái chỗ này nữa, cho nên là vlog ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay nha. Bye bye.